nay thì em Hương lại về thêm được một mẫu xe Kia Morning. Nhưng điều đặc biệt là chiếc xe Kia Morning này của em không phải là bản Sport hay là bản LTZ như mọi ngày em quay đâu, mà là một chiếc xe Kia Morning bản SI số tự động đẹp đời 2019, đời cực kỳ cao luôn nhé. Một chủ tư nhân sử dụng từ mới biển 34. Một chiếc xe Kia Morning mang trên mình một lớp sơn màu đỏ đẹp, với đầy đủ cho em là đèn bi salon này, đèn halogen và thêm rất là nhiều những cái bóng đèn led ở dưới nhé. Bóng đèn led ở dưới này, đèn gầm cũng là đèn bi với những khe giả gió rất là đẹp luôn. Kia Morning bản SI số tự động đẹp đời 2019 và giá chào bán là 355 triệu. Form dáng nhỏ gọn, siêu lướt, zin đẹp toàn xe. Lên đầy đủ đề lỗ màn hình. Đề lỗ này, màn hình có đầy đủ rồi. Và zin đẹp toàn xe, từ những cái gầm bệ này vẫn còn nguyên bút chấm sơn nhé. Tất cả đều là liền đời theo xe cho em ạ. Lên la răng, phanh ABS này, lốp láp dày. Xin nha, tích hợp chân gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9/2023. Nước sơn màu đỏ đẹp. Form dáng nhỏ xinh, số tự động đẹp, tầm tiền trên 300. Bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe Kia Morning này, bản SI số tự động, thì có thể nhấc máy lên trực tiếp alo liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để em Lê Hương tư vấn này. Táp lô của xe này, vần, những cái vần coi đi này, vân hoa sáng này, điều hòa mát lạnh luôn, điều hòa mát lạnh, ốc nhái zin đẹp toàn xe. Táp ni cũng vậy, tất cả đều là những cái phần táp hoa đẹp như thế này nhé. Bệ tì te chống mỏi thì như là xe này như lăn từ trong hãng ra. Vì mới đời 2019 thì em nó cũng chỉ trên 2 năm sử dụng thôi, mà xe gia đình sử dụng thì đi đáng bao nhiêu đúng không ạ? Đi đáng bao nhiêu đâu. Ghế da hai màu nhìn rất là đẹp luôn, cái màu rất là sang, rất là sạch sẽ các bác này. Ghế da này căng mọng luôn, trần nỉ nguyên zin. Trần nỉ zin này sạch sẽ gọn gàng. FI thì trên vô lăng có tích hợp các phím bấm này, điều hòa auto này. Điều hòa auto à, em này chưa lên đề lỗ nhá, em này chưa có đề lỗ đâu. Màn hình Android, màn hình là đầu đài thôi, đầu màn hình có đầu DVD đầy đủ cho em thôi, không lên màn hình cảm ứng to đâu ạ. Vừa thôi đúng không ạ? Nhưng mà ồ trời ơi, xuất sắc luôn, 2019 mà. Như là xe từ trong hãng ra vậy các bác ơi. Nói chung là em này thì không có gì để nói nhiều, option cũng bình thường. Option cũng bình thường thôi, điều hòa auto nói chung là gần như là nguyên bản của xe nhé. Vì bác chủ cũ mua về là không đi đến mấy này. Vợ thì thích xe nhỏ, chồng thích xe to nên là đã quyết định để lại chiếc này cho em Lê Hương. Bác nào mà mua về đi gia đình hoặc tặng bà xã nhà mình rất là ok nhá, nhỏ gọn, số tự động rất là dễ đi luôn. Táp ni đây, như là xe lăn từ hãng ra, thiếu một cái hộp nữa thôi là khác gì đập hộp bóc siêu đâu các bác. 2019 nên là nói về độ zin thì không cần phải bàn ạ, nói về giá đi. 355 triệu bao hồ sơ, còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Biển tư nhân Hải Dương, đèn led phía sau của SI nó sẽ là bản đặc biệt luôn. Bản đặc biệt SI nó sẽ là bản đặc biệt khác luôn các bác nhé. Bô đôi thể thao này, đèn gầm của SI cũng đặc biệt hơn này. Nhìn cái phần đằng sau, thiết kế đèn rất là đẹp. Đèn báo rẽ trên cao này, đèn led hai bên này, đèn gầm đầy đủ này. Cam lùi có rồi, có cam lùi đầy đủ cho em ạ. Mở khoang hành lý lên, vì form dáng nhỏ gọn thì khoang hành lý cũng không thể to được đúng không ạ? Vừa phải thôi. Rồi phải nói là zin hết. Nói chung là quay kỹ cho các bác nhìn cho các bác sướng mắt thôi, chứ còn zin hết này các bác này. Chẳng có gì để bàn cãi cái này cả, chẳng có cái gì để mà nhìn cả. Lốp sơ cua đây, dụng cụ tăng kích nốt này, sàn bệ sáng choang, sạch sẽ gọn gàng này, máng nước hai bên này. Keo chỉ này, quay chi tiết luôn. 355 triệu bao hồ sơ còn bớt. Mức tiêu hao nhiên liệu đây, trong đô thị sẽ là 7 lít, còn ngoài đô thị là 5 lít các bác nhé, 5 lít. SI 2019 siêu lướt nên ốp bộ la răng nhìn ok chưa ạ? Ok chưa? La răng quá là đẹp này. Dàn lốp dày, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, đời cao, giá rất là hợp lý mà. Đây ạ, đây là các bác nhìn này. Ốc nhái này, zin đẹp toàn xe luôn. Đi em này được quá là yên tâm rồi. Quá là yên tâm rồi đúng không ạ? Mua một chiếc xe siêu lướt so với đời xe cũ, à đời xe mới khi mà lăn hãng ra thì nó chênh được hơn 100 triệu là ok rồi các bác nhé. Ok rồi, với 2 năm sử dụng người ta bị lỗ mất hơn 100, mình được nãi mất hơn 100 để làm cái việc khác, thì một chiếc xe để đi gia đình quá là ok luôn. Điều hòa auto, củ số rích rắc này, tất cả những cái sổng sạc 12 phone hay là AOX, AOBOT là bình thường luôn. Phanh tay này, sáng choang này. Ghế da, kể cả ghế da bên bắc tài hay ghế da phụ, một bộ ghế da đều đẹp. Táp đi, táp lô đây, căng nét luôn. SI 2019 số tự động đẹp. Động cơ trang bị của em nó là 1.2, giá chờ bán là 335 triệu. Về độ zin thì không cần phải bàn cái, zin đẹp toàn xe, thông số tích cơ rõ ràng đây rồi, zin đẹp toàn xe luôn. Xin nhan chân gương, kể cả cái phần gương kính cũng có phần gương nồi này. Các bác khi xem cái điểm khuất nhìn gương nồi thì mình căn chỉnh sẽ ok hơn này.
la răng đẹp rồi. Các cái khớp lối này, đèn sáng choang, đèn halogen kết hợp với đèn bi, đèn gầm cũng là đèn bi và có giải đèn led đầy đủ rồi. Lắp cabo em đã mở sẵn rồi để em quay động cơ máy móc của xe để các bác nhà mình cùng tham khảo nhé. Wow. 1.2 thì em nói sẽ là 4 máy này. Và tất nhiên rồi, như em nói trước rồi, zin hết luôn. Từ ốc cabo, keo chỉ, các lốt cắt, một đôi cao su chống sóc, phần lắp cabo sang bên đây cũng vậy, thảm chống nóng giảm nhiệt, máng nước, tai đèn, bình ắc quy. Số máy của khung số hay là ốc số, ốc máy này, ốc dàn cò, ốc vách cam, tất tần tật luôn, chưa hề có một dấu hiệu vặn mở nào. Đơn giản là vì sao em lại mua được xe đẹp như thế này? Đơn giản là vì sao gia đình người ta lại xe đẹp như vậy người ta cũng bán? Đơn giản là người ta có điều kiện, người ta muốn lên đời xe cao to hơn một chút thì họ vẫn muốn bán lại cho em để lên đời xe khác nhé. Kia Morning bản SI số tự động 1.2, giá chào bán là 355 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình, tư nhân Hải Dương một chủ sử dụng tới mới nhé. Kết nối Zalo cho em ạ, 0354602790 để em lấy Hương tư vấn này. Kia Morning 355 triệu và bên đây mới về thêm một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Kia Morning số sàn giá chỉ có 130 triệu cho bác nào đang quan tâm về Kia Morning thôi. Em sẽ quay một video khác về chiếc xe Kia Morning số sàn này của em nhé. 130 triệu cũng vừa mới về đây ạ.